Hôm nay chúng ta sẽ học về quy đồng mẫu số và cách quy đồng. Ta sẽ quy đồng mẫu số 3 phần 5 và 2 phần 3. Quy đồng mẫu số là thay đổi phân số có mẫu số khác nhau thành những phân số có mẫu số giống nhau. Vì bất cứ phân số nào cũng là phân số bằng nhau và có mẫu số là 15, nên ta sẽ gấp 3 lần phân số 3 phần 5 thành 9 phần 15 và gấp 5 lần phân số 2 phần 3 thành 10 phần 15. Như vậy ta đã quy đồng mẫu số xong. Ngoài ra, phân số có mẫu số sau khi quy đồng là 15, chính là mẫu số chung nhỏ nhất của mẫu số trước khi quy đồng là 3 và 5. Khi quy đồng, ta sẽ chọn mẫu số chung nhỏ nhất của mẫu số. Bài học đến đây là kết thúc. これで今回の学習を終わります。